Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng măng tây ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thái Bình đánh thức tiềm năng kinh tế biển. Huyện đoàn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Nam Định chú trọng thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, qua tìm hiểu nhận thấy cây măng tây đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Nguyễn Thị Thuật, thôn 2 xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư cây giống phát triển cây măng tây. Đến nay cây trồng đem lại hiệu quả rõ rệt. Tháng 3 năm 2017, chị Thuật trồng thử nghiệm 6 sào măng tây trên cánh đồng Thanh Mai Nga của xã Song Mai. Diện tích ruộng được chị mua lại phục vụ sản xuất. Sau 4 tháng trồng, 6 sào măng tây đã cho thu hoạch và kéo dài khoảng 8 tháng với sản lượng hơn 1 tấn sản phẩm. Măng được xuất cho thương lái Hà Nội với giá bán 120.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi 144 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng lúa. Do có hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2018, chị Thuật đã mở rộng diện tích trồng măng tây lên 2 mẫu. Với chi phí đầu tư thấp, lãi dễ chăm sóc, thị trường đầu ra ổn định, trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu hiện đang là mô hình sản xuất mới ở xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hứa hẹn hướng đi góp phần tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân và chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Phấn khởi, vui mừng là tâm trạng chung của những hộ dân tham gia dự án trồng thí điểm cây ớt chỉ thiên do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cao Cát triển khai. Đây là mô hình được Hợp tác xã bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ năm 2017. Sau khi đi tham quan, học tập kinh nghiệm từ mô hình trồng ớt tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, bà con nông dân yên tâm thực hiện mô hình. Hợp tác xã đã liên kết với công ty chuyên về trồng ớt và xuất khẩu ớt để ký hợp đồng hỗ trợ, cung cấp giống, vật tư phân bón và bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch cho bà con nông dân. Ngoài ra, trong quá trình trồng, hợp tác xã cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho người dân. Do đó, mô hình đang được triển khai tương đối thuận lợi. Để phát huy hơn nữa những thành quả mà bao thế hệ cha ông đã dày công vun đắp, vùng đất ven biển Thái Bình đã và đang được đánh thức bởi những công trình, những dự án đầu tư trên mọi lĩnh vực, giúp kinh tế xã hội địa phương vươn xa ra biển lớn, hòa nhập với khu vực và quốc tế. Công sức của bao thế hệ cha ông trong khai hoang lấn biển đã tạo điểm tựa để cho thế hệ hôm nay tiếp tục vươn cao, vươn xa trong phát triển kinh tế xã hội. Minh chứng sống động nhất cho tiềm năng của mảnh đất này chính là việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 36 năm 2017 về việc thành lập khu kinh tế Thái Bình trên diện tích hơn 30.000 ha thuộc 30 xã và một thị trấn ven biển của hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Với các khu chức năng trong khu kinh tế bao gồm khu trung tâm điện lực Thái Bình, khu cụm công nghiệp, cảng và dịch vụ cảng, khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, khu nuôi trồng thủy sản và rừng phòng hộ ven biển, khu đô thị dân cư, dịch vụ, hành chính. Với mục tiêu chính là khai thác tối đa tiềm năng lao động, quỹ đất, năng lượng điện, khí mỏ tự nhiên để trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, kết nối kinh tế với vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng khác trong cả nước, khu kinh tế đã và đang mở ra cơ hội mới, trang sử mới cho mảnh đất giàu tiềm năng này. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, Thái Bình không phá rừng mà xây dựng khu công nghiệp trong rừng và trồng rừng trong khu công nghiệp. Thành lập khu kinh tế Thái Bình thì huyện Thái Thụy có 14 xã và một thị trấn nằm trong khu kinh tế. Khi khu kinh tế đi vào hoạt động thì nó sẽ được đầu tư về hạ tầng và kết nối hạ tầng của huyện Thái Thụy với các huyện khác, với các tỉnh và đặc biệt là với thành phố Hải Phòng thì sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho kinh tế xã hội của huyện Thái Thụy phát triển. Đặc biệt thì là sẽ tạo rất là nhiều công việc cho người lao động và cái tăng cái tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của huyện tăng cao, tạo điều kiện vững chắc cho thị trấn Diêm Điền mở rộng trở thành đô thị loại 4. Sự hiện diện của các dự án lớn như nhà máy nhiệt điện Thái Bình công suất 1.800 MW,
nhà máy Ammonitrat, dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng cùng hàng trăm dự án công nghiệp công nghệ cao của các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước đã và đang được triển khai ở đây, phần nào cho thấy tiềm năng, sức thu hút của mảnh đất này. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, các hộ nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang tập trung tu sửa cải tạo ao đầm, lấy nước và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho vụ nuôi thủy sản xuân hè năm 2018. Theo kế hoạch năm 2018, xã Bạch Long nuôi thủy sản trên diện tích hơn 365 ha với 250 hộ tham gia. Trong đó diện tích nuôi nước ngọt trên 100 ha, diện tích nuôi nước mặn chiếm trên 265 ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và các loại con nuôi có giá trị kinh tế cao. Với phương châm đa dạng các đối tượng nuôi nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời chú trọng đến một số đối tượng nuôi chính có giá trị kinh tế cao, Đảng ủy chính quyền xã khuyến khích người dân phát triển thêm diện tích nuôi theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. Sau khi hoàn tất công tác cải tạo ao đầm, các hộ nuôi thủy sản tại xã Bạch Long sẽ tập trung lấy nước, xử lý nguồn nước, nhập giống về nuôi, đảm bảo cho vụ nuôi thủy sản xuân hè năm 2018 của xã sẽ đạt sản lượng cao, mang đến giá trị kinh tế cao cho các cơ sở và các hộ nuôi thủy sản. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới với sự phát triển của địa phương, thời gian qua, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông, khu đô thị mới cũng như khu sản xuất làng nghề và khu xử lý môi trường. Văn Môn đang phấn đấu sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 để góp phần cùng huyện Yên Phong trở thành đô thị lõi của thành phố Bắc Ninh vào năm 2022. Văn Môn là xã có tốc độ phát triển kinh tế mạnh của huyện Yên Phong, tuy nhiên bên cạnh đó vấn đề môi trường ở đây thực sự đáng báo động. Trong 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, Văn Môn đã đạt 18 tiêu chí, chỉ còn lại duy nhất tiêu chí về môi trường là chưa đạt. Đây cũng là những băn khoăn trăn trở của lãnh đạo địa phương. Hiện Văn Môn đang triển khai đồng bộ việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu sản xuất và đô thị làng nghề, hoàn thiện khu xử lý chất thải rắn tập trung của làng nghề Văn Môn. Phấn đấu trong năm 2018, Văn Môn sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn về nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018, huyện đoàn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Chủ đề của tháng thanh niên năm nay là tuổi trẻ Ninh Bình sáng tạo xây dựng quê hương. Vì thế, huyện đoàn Hoa Lư tập trung triển khai các hoạt động có chiều sâu, thiết thực, đẩy mạnh các hoạt động tại cơ sở, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, thành lập và ra mắt tổ hợp tác kinh doanh và tư vấn dịch vụ du lịch của thanh niên ở xã Ninh Hải, ra mắt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các doanh nghiệp, tiếp tục duy trì các mô hình đám cưới văn minh, mô hình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn. Để thực hiện hiệu quả tháng thanh niên, huyện đoàn Hoa Lư đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức thực hiện tốt 8 nhóm nội dung trọng tâm như tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của đoàn và tuổi trẻ Việt Nam về tháng thanh niên, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn các cấp, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt. Qua các hoạt động trong tháng thanh niên sẽ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp sức lực trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Mới đây tại bãi biển Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ phát động Hãy làm sạch biển. Chiến dịch Hãy làm sạch biển nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực, đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế, gần 800 tình nguyện viên tham gia. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và các đoàn thể quần chúng bằng các mô hình mới, việc làm thiết thực, cùng nhau bảo vệ môi trường để làm sạch biển, đồng thời tăng cường các hoạt động hướng về biển đảo, xử lý nghiêm các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm biển, xả thải chất bẩn ra biển, kết hợp chặt chẽ việc bảo vệ môi trường với phát triển khai thác nguồn lợi của biển.
Cũng tại buổi lễ phát động, nhiều phần quà ý nghĩa đã được tặng cho bà con ngư dân, đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quỹ khuyến học các trường trung học cơ sở xã Nam Phú, Nam Hưng, huyện Tiền Hải. Nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học, sự sáng tạo của các em học sinh và tạo cơ hội để các cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học tiên tiến, Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức chương trình Ngày hội STEM năm 2018 với chủ đề Chuyên Hưng Yên 4.0. Giáo dục STEM là một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước châu Âu, Mỹ. Ngày hội STEM của Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã thu hút học sinh 30 lớp và gần 20 đơn vị là các doanh nghiệp, các trường đại học, học viện, các nhà trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham gia ngày hội, các thầy cô giáo và các em học sinh được trực tiếp tham quan trải nghiệm với hơn 100 sản phẩm trưng bày là các mô hình thí nghiệm gần gũi với cuộc sống, gắn liền với sự phát triển của thế giới công nghệ hiện nay và do các em học sinh tự sáng tạo thể hiện. Chương trình đã góp phần hỗ trợ trang bị kiến thức và kỹ năng sống để học sinh có thể phát triển ý tưởng sáng tạo và được hướng nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức tuyên dương và trao học bổng Sóng Hồng cho đoàn viên học sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên năm 2018. Quỹ học bổng Sóng Hồng thường xuyên nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Hương Xuân Trường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nam Định và những người con Xuân Trường đang học tập công tác ở mọi miền Tổ quốc. Đến nay, quỹ đã trao 738 suất học bổng cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và 11 sổ tiết kiệm cho các em đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 266 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, quỹ học bổng Sóng Hồng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều tập thể và cá nhân trong và ngoài huyện, với tổng số tiền ủng hộ xây dựng quỹ là 38 triệu 850 nghìn đồng, phát thưởng cho đoàn viên thanh niên vượt khó vươn lên học giỏi. Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng thực hành cho học sinh, trường tiểu học Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh với chủ đề ẩm thực gia đình. Hơn 400 học sinh và các bậc phụ huynh đã tham gia các phần thi mâm cơm gia đình, bức tranh ẩm thực, chạy Việt dã. Các em được tham gia tất cả các hoạt động từ thiết kế chương trình, chuẩn bị nội dung đến thực hiện và đánh giá kết quả, do đó đã tạo được không khí vui tươi sôi nổi, hào hứng của học sinh toàn trường. Thông qua hoạt động nhằm giúp các em vận dụng kiến thức các môn học trong chương trình chính khóa như tự nhiên xã hội, kỹ thuật, mỹ thuật, giáo dục kỹ năng sống vào trải nghiệm, hình thành một số kỹ năng cơ bản để phục vụ học tập và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương, từ đầu năm 2017, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Gia Lộc đã triển khai thí điểm tại trường mầm non Hoàng Tiểu và 100% các trường mầm non trong huyện. Sau gần một năm thực hiện, hầu hết các trường đã xây dựng được môi trường giáo dục đầy đủ và giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Hơn một năm qua, các trường mầm non trong huyện Gia Lộc đã căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất trường lớp và vị trí địa lý của từng địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã căn cứ vào những đóng góp của giáo viên các trường rồi tổng hợp, xây dựng thành những nội dung để thực hiện. Những trường mầm non tiêu biểu trong phong trào này là các trường mầm non Nhật Tân, Trùng Khánh, Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Gia Xuyên. 24 trường mầm non huyện Gia Lộc đã bố trí sắp xếp được không gian học và chơi phù hợp. Những góc lớp, góc chợ quê, khu trải nghiệm và thực hành ngoài trời ngày càng gần gũi quen thuộc với cuộc sống thực tế hàng ngày của trẻ. Giúp trẻ tự học, khám phá bản thân và môi trường xung quanh chính là cách tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện. Thời gian qua, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Nam Định phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Nội dung tuyên truyền chú trọng vào việc truyền thông về lợi ích khi thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, vận động phụ nữ chuẩn bị mang thai và đang mang thai, thực hiện tầm soát chuẩn bị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Về cơ sở chuyên môn, thực hiện đề án ở tuyến tỉnh có khoa sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản tỉnh và Trung tâm Sức khỏe sinh sản tỉnh. Tại hai đơn vị này có máy siêu âm màu, các bác sĩ siêu âm được đào tạo nâng cao tại Bệnh viện Trung ương. Tại các khoa sản bệnh viện tuyến huyện đều có máy siêu âm, có bác sĩ được đào tạo siêu âm nâng cao về chuẩn đoán trước sinh, kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh.
Tại tuyến xã, trên 80% số xã trong tỉnh có bác sĩ hoặc nữ hộ sinh trung cấp đáp ứng được dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại trạm y tế xã. 30 xã có cán bộ được tập huấn về kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh và đã thực hiện tốt dịch vụ này. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm được đổi tên, nâng hạng và tiếp nhận gói trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trị giá hơn 40 tỷ đồng. Bệnh viện Phổi Bắc Ninh đã có những kỹ thuật chẩn đoán nhanh, chính xác. Chỉ trong 2 giờ đã định tanh được vi khuẩn lao và xác định có kháng thuốc hay không. Qua đó phát huy hiệu quả các trang thiết bị, dần khẳng định uy tín, thương hiệu với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nếu như trước đây để cho kết quả bệnh nhân có nhiễm lao hay không phải mất đến 2 tháng, nhưng nay với phương pháp nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường lỏng thì chỉ từ 10 đến 15 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Bắc Ninh đã định danh được vi khuẩn lao. Đặc biệt, với kỹ thuật đột phá trong chẩn đoán lao hiện nay là Jenny Shepard, chỉ trong 2 tiếng đã cho kết quả có bị lao và có kháng thuốc không. Từ đó có phương án điều trị kịp thời thích hợp. Bên cạnh đó, để công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, bệnh viện cũng bố trí cách ly điều trị bệnh nhân lao tại khu riêng biệt. Đồng thời, bệnh viện cũng thường xuyên cập nhật phương thức thuốc mới với phác đồ điều trị tiên tiến nhất hiện nay. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị bệnh phổi và kết hợp chữa các bệnh đồng mắc. Chính vì thế, số lượng bệnh nhân đến với Bệnh viện Phổi Bắc Ninh đã tăng lên đáng kể. Có thời điểm số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện lên tới hơn 200 bệnh nhân, tăng gấp 2 lần so với thời kỳ cao điểm năm 2016. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình đã thực hiện mô hình camera an ninh. Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình an ninh trật tự ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản của nhân dân có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Cuối năm 2017, được sự tư vấn của công an phường, tổ dân phố Khánh Minh đã họp bàn và tổ chức lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các trục đường chính của phố từ nguồn vốn xã hội hóa. Toàn bộ hình ảnh, âm thanh của 24 camera tại các trục đường của phố được truyền trực tiếp về phòng trực ban của công an phường, đã giúp cho công an phường kịp thời nắm bắt được các tình huống có thể xảy ra để kịp thời có phương án xử lý. Và chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống camera này là nó có phát huy rất là hiệu quả trong cái hỗ trợ cho cái việc là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong thời gian tới thì cũng chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này ra một số cái tuyến đường chính trên địa bàn phường để làm sao hỗ trợ tốt nhất cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiệu quả từ việc lắp đặt camera an ninh cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phố được đảm bảo hơn, các vấn đề trật tự công cộng, ô nhiễm môi trường cũng từng bước được giải quyết. Cái được lớn nhất ở đây là sự đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân. Từ đó, nhân dân cùng vào cuộc, sát cánh với lực lượng công an nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên từng ngõ phố. Đây là vấn đề chủ trương rất đúng đắn của nhà nước. Và đặc biệt là chúng tôi xin cảm ơn ngành lực lượng an ninh của phường, của thành phố và cũng như là của tỉnh đã giúp cho chúng tôi được yên tâm an toàn. Bên cạnh đó, thông qua mô hình này cũng đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa tiến hành lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1964, trú tại thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, về tội tàng trữ súng quân dụng trái phép. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an huyện Quỳnh Phụ đã phát hiện Nguyễn Văn Miên có hành vi tàng trữ một khẩu súng ổ quay cỡ nòng 5,6mm và 3 viên đạn thể thao cỡ 5,6 x 15,5mm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tang vật và gửi Viện Khoa học Hình sự Tổng cục Cảnh sát giám định. Căn cứ vào kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Tổng cục Cảnh sát, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1964, trú tại thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ về tội tàng trữ súng quân dụng trái phép. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức tiến hành tiêu hủy 44,6 kg pháo do người dân tự giác giao nộp trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo Công an huyện cho biết, số pháo trên gồm các loại pháo như pháo cối, pháo nổ, pháo hoa, pháo bánh với tổng số lượng là 44,6 kg, đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và do người dân tự chế. Hiện Công an huyện Văn Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.